Đỗ Dũng xin chào khán giả người VTV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tính chuyện bắt các chính trị gia không tuân thủ luật pháp liên bang, đặc biệt trong cái chuyện mà gọi là các thành phố an toàn. Đa số thành viên Hội đồng Cố vấn Công viên của Mỹ từ chức vì bất mãn với chính sách của Tổng thống Donald Trump. Và một vị thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ tiểu bang New Jersey ngày hôm qua đã nướng bà Bộ trưởng Nội an như thế nào? Và bất mãn như nào chỉ vì cái chuyện mà chữ shithole của Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp và Bộ Nội an sáng nay họ cho biết là, đặc biệt là Bộ Nội an, ngày hôm qua bà Bộ trưởng Kristen Nielsen trong cuộc điều trần trước Ủy ban Tư pháp của Thượng viện nói rằng họ đang tính đến chuyện bắt các chính trị gia, đặc biệt là các giới chức tiểu bang và địa phương không tuân thủ cái luật gọi là thực hành chính sách di trú của Tổng thống Donald Trump. Chúng ta biết là khi Tổng thống Donald Trump lên, ông ra lệnh trục xuất nhiều thành phần gọi là bị coi bất hợp pháp. Một số thành phố và tiểu bang thông qua những cái luật gọi là thành phố hoặc là tiểu bang an toàn. Tức là họ nói là gì? Họ không hợp tác với chính quyền liên bang, đặc biệt cảnh sát di trú để đi bắt những người bất hợp pháp. Các thành phố lớn, ví dụ như ở Texas chúng ta gọi là Houston này, Dallas này, San Antonio này, Austin này, bốn thành phố lớn nhất ở tại Houston, ở tại Texas, họ đều là Sanctuary City, thành phố an toàn này. Ở tại California ban đầu có một số thành phố thông qua luật là thành phố an toàn. Sau California chơi hết luật toàn bộ tiểu bang luôn là tiểu bang an toàn. Có nghĩa là cắt bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm nay, cảnh sát địa phương không được quyền hợp tác với cảnh sát di trú để mà bắt những cái người mà di dân bất hợp pháp. Quý vị muốn bắt, quý vị cứ đi bắt, chúng tôi không hợp tác. Và chuyện này nó bây giờ Bộ Tư pháp và Bộ Nội an hăm bắt những ông này là nó xảy ra sau khi cái đầu, cũng không lâu, cách đây không lâu. Ông Thomas Holman, ông này là quyền giám đốc cảnh sát di trú, đã từng phát biểu một câu là các giới chức dân cử địa phương và tiểu bang mà không tuân thủ luật này, tôi có thể bắt những người này. Thì một cái ông thị trưởng của thành phố Sacramento ở California tuyên bố luôn, hey, ông biết tôi ở đâu đó, đến bắt đi, đến bắt đi, bởi vì Sacramento cũng là thành phố an toàn. Thì không biết về vấn đề kỹ thuật họ sẽ bắt như thế nào, họ làm như thế nào, chúng ta không biết. Nhưng mà đây nó cũng giống như cái tình trạng gọi là cần sa. Bởi vì cần sa hiện nay đối với liên bang là bất hợp pháp, nhưng một số tiểu bang họ vẫn thông qua và vẫn cho hút. Mới đây ông Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions bảo là chúng tôi sẽ để cho các gọi là công tố viên liên bang đi bắt những người đấy, nhưng mà không biết là thực hiện thế nào. Quý vị thấy ở Mỹ nó có những cái trái khuấy như thế. Ở các quốc gia khác, trung ương tập quyền, trung ương chỉ đạo đâu là phải nghe hết. Ở Mỹ nó khác, trung ương không tập quyền, trung ương chỉ tập quyền là một số cái. Các tiểu bang họ lại có cái quyền của họ, gọi là trung ương tản quyền, nó mới rắc rối cái chỗ đó. Rồi, qua một cái chuyện khác, thưa quý vị. Ngày hôm nay, 3/4, tức là 9 trong số 12 người thành viên Ủy ban Cố vấn Công viên Quốc gia Mỹ tuyên bố là từ chức để phản đối chính sách của Tổng thống Donald Trump và ông Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinn. Thưa quý vị, cái ủy ban này được thành lập từ lâu, họ có nhiệm vụ cố vấn cho Bộ Nội vụ, chọn những nơi nào để làm công viên quốc gia, bỏ những nơi nào, vân vân vân, họ cố vấn. Và trước khi ông Bộ trưởng Nội vụ muốn làm thì thường hỏi ý kiến. Dĩ nhiên không phải là ý kiến này là tôi theo, nhưng mà coi như cố vấn. Thì ủy ban này họ làm việc ngon lành, nhưng mà từ ngày ông Dinh cũng lên là Bộ trưởng Nội vụ, họ bảo là chả thấy kêu họp gì cả. Rồi mới đây họ phản đối ông Trump là cái chuyện là hồi thời vua Ma, ông mở rộng một vùng đất rất rộng để làm gọi là công viên quốc gia ở bên Utah. Khi mà xác định đó là công viên quốc gia thì có nghĩa là anh không được phát triển, xây nhà, xây công viên, xây khu thương mại, tức là để nó tự nhiên đấy. Thì mới đây Tổng thống Donald Trump đến Utah cùng với thượng nghị sĩ Orrin Hatch thì ông bảo bớt đi, ông bớt 3/4 cho trở lại đất bình thường, chỉ còn 1/4 thôi. Thì đó là cái lý do mà họ bảo họ bất mãn. Với cái chính ấy, là họ nói là vì ông Dinh không kêu họp gì cả, chúng tôi làm cố vấn cái ủy ban của Bộ Nội vụ với ông không kêu họp, chúng tôi làm gì, chúng tôi nghỉ. Thì đó là cái chuyện mà 9 trong 12 thành viên ủy ban cố vấn của Bộ Nội vụ về các công việc quốc gia họ từ chức. Ngày hôm qua tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện có một vụ điều trần, trong đó ngồi điều trần là bà Kristen Nielsen, Bộ trưởng Nội an, và đã có một cuộc điều trần phải nói là nóng này, nó là gì, nó hot vô cùng, là bà bị nướng. Ví dụ bà bị ông liên quan đến chiếc shithole mà Tổng thống Donald Trump bị nghe nói là nói ông ta bị ốc, mặc dù ông nói là tôi không nói. Thì ông thượng nghị sĩ Patrick Leahy của tiểu bang Vermont có hỏi bà Nielsen, thế bà có biết nước Na Uy là đa số là da trắng không? Thì đây là câu trả lời của bà Nielsen, tôi không biết.
Nhưng mà nếu ông hỏi thì cũng có thể là đó là một cái. À, biết đâu thì đa số chẳng. Thì thôi bà có quyền. Nhưng mà tới ông Kerry Booker, thượng nghị sĩ của tiểu bang New Jersey hỏi bà. Thế bà có biết Tổng thống Donald Trump nói cái chữ settle trong cái buổi đó không? Bà nói, trời ơi tôi làm sao tôi nhớ được, cái này cặp tuần lễ rồi tôi đâu có nhớ. Đã. Bà cứ nói bà không nhớ. Ông nói gì? Ông David Perdue, thượng nghị sĩ David Perdue của Georgia và thượng nghị sĩ Tom Cotton của Arkansas thì bắt đầu bà không nhớ gì cả. Sau đó bảo là tôi nhớ là Tổng thống nói câu đó là cũng kỳ. Bà này bảo nhất định không nhớ. Ông Corey bực quá, ông bảo tôi khi mà tôi nghe là tôi rất là bực mình. Tôi không hiểu tại sao bà là một bộ trưởng nội an quan trọng như thế, bảo vệ an ninh cho người dân Mỹ, ngồi trong một cuộc họp với vị tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ mà bà không nhớ là sao? Vậy thì bà ngồi đó bà chú ý cái gì? Bà nói, tôi không nhớ làm gì? Bây giờ tôi muốn bỏ qua chuyện này, mình move on để tôi lo bảo vệ người dân Mỹ. Nhưng mà ông bốc cơ bảo vệ cái gì? Bà ngồi đó bà họp, bà ngồi kế tổng thống, gần tổng thống mà bà không nhớ tổng thống nói gì? À, thì đó là cái chuyện chữ shit hole đó. Người ta tranh cãi Tổng thống Trump có nói hay không. Và cho đến giờ phút này nó vẫn chưa có biến đi, thưa quý vị. Đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.